Phần thứ nhất, những thuật căn bản để dẫn đạo người. Chương 1. Muốn lấy mật đừng phá tổ ong. Ngày 7 tháng 5 năm 1931, 10.000 người ở Châu Thành, Nữ Ước hay New York được mục kích một cuộc săn người sôi nổi chưa từng thấy. 150 lính công an bao dây một căn phố để bắt tin tướng cướp Crowley, biệt danh là Hai Súng, vì lúc nào y cũng mang hai cây súng trong mình. Họ leo lên mái nhà bắn xuống, đặt súng liên thanh trên nóc những nhà chung quanh, dùng hơi cay và trong hơn một tiếng đồng hồ, cả một khu mỹ lệ nhất của nữ ước vang lên tiếng súng và tiếng lạch tạch của liên thanh. Crowley núp sau chiếc ghế bành đệm bông, bắn lại lính không ngừng. Khi bắt được y rồi, viên giám đốc công an tuyên bố nó vào hàng tội nhân nguy hiểm nhất nó muốn giết người là giết, không vì một lý do gì hết. Nhưng còn chính tội nhân Crowley, y tự xét y ra sao? Muốn biết, bạn hãy đọc hàng sau này mà y vừa chống cự với lính, vừa giết để lại cho đời. Dưới lớp áo này, trái tim ta đập chán ngán, nhưng thương người không muốn làm hại một ai hết. Không muốn làm hại ai hết, vậy mà trước đó mấy ngày khi một người lính công an lại gần y để hỏi giấy phép lấy xe hơi thì y xả ngay một loạt súng giết người đó tức thì một kẻ sát nhân không gớm máu như vậy mà còn tự khoe trái tim thương người không muốn làm hại một ai hết trước khi lên ngồi ghế điện để chịu tử hình tại khám xinh xinh y còn than tôi chỉ tự vệ mà người ta xử tôi như vậy đó nghĩa là trong thâm tâm y nhất định không chịu nhận y có tội bạn sẽ nói, thì chỉ có nó nghĩ thế, chứ còn ai lạ đời như vậy nữa. Không đâu thưa bạn, kẻ thù số một của nước Mỹ, Al Capone, tên đầu đảng ăn cướp, đã làm cho châu thành Chicago kinh khủng. Cũng nói, ta đã dùng những năm tươi đẹp nhất trong đời để mua vui cho thiên hạ, vậy mà phân thưởng chỉ là bị chửi và bị săn bắt như một con thú dữ. Mà cả Dutch students, một trong những tên cướp lợi hại nhất ở nữ ước, cũng tuyên bố với một ký giả rằng y là ân nhân của thiên hạ viên giám đốc khám xin xin ông Loews viết ở xin xin những tội nhân đều tự cho họ cũng có tâm trạng thông thường không khác đời chi hết cũng lý luận giảng giải tại sao chúng bắt buộc phải cậy tủ sắt hoặc bóp cò và tuyên bố rằng bỏ tù chúng thật là bất công nếu ba tên cướp đó và cả bọn khốn nạn đương nằm trong khám tự cho mình vô tội như vậy, thì những người mà chúng ta gặp mỗi ngày ở ngoài đường, cả các bạn nữa, cả tôi nữa, chúng ta ra sao? Cho nên ông John Wanamaker, một thương gia lớn, có lần đã tự thú. Từ 30 năm nay tôi đã hiểu rằng sự chỉ trích chẳng ích lợi gì hết. Ông đã sớm hiểu bài học đó. Riêng tôi, tôi đã phải phấn đấu trong một phần ba thế kỷ trước khi thấy ló ra ánh sáng của chân lý này dù người ta có lỗi nặng tới đâu, thì trong 100 lần, tới 99 lần người ta cũng tự cho là vô tội. Chỉ trích đã vô ích, chỉ làm cho kẻ bị chỉ trích phải chống cự lại và tự bào chữa, mà còn nguy hiểm vì làm thương tổn lòng tự ái của người và gây ra quán thù. Hơn nữa, kẻ bị ta chỉ trích tự nhiên sẽ hàng học chỉ trích lại ta. Như ông Tổng trưởng Bộ Nội vụ Amber Ford vì ăn hối lộ 100.000 đồng, mà dùng gươm súng đàn áp kẻ bị ức hiếp. Sau vợ lỡ bị ngồi khám, làm cho dư luận toàn quốc bán hơn. Chính phủ, đảng Cộng hòa xuất đổ. Tổng thống Hạc Điên bị dày dò, lo lắng đến đổi ít năm sau thì chết. Vậy mà khi người ta trách y đã lợi dụng lòng tin cậy của bạn là ông Hạc Điên và phản ông, thì vợ y nhảy chồm chồm lên, khóc sức mướt, dặn tay, bức tóc, rủa đời la lớn. Không, không, chồng tôi không phản ai hết. Cả một tòa nhà đầy vàng cũng không quyến rũ được chồng tôi, chồng tôi đã bị người ta phản. Tâm trạng con người như vậy đó. Kẻ làm quấy, quán trách đủ mọi người, mà chẳng bao giờ quán trách mình cả. Bạn cũng như vậy, và tôi cũng như vậy. Cho nên từ nay, mỗi lần muốn chỉ trích ai, ta nên nhớ hai tướng cướp Carbon và Crowley, nhớ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phone ta nên hiểu rằng những lời chỉ trích ta thốt ra cũng như con chim bồ câu, bao giờ nó cũng trở về chỗ cũ. Kẻ bị ta chỉ trích chắc chắn sẽ tìm hết lý lẽ để tự bào chữa và trở lại buộc tội ta. Vì hiểu vậy nên ông Abraham Lincoln, chú thích, một vị tổng thống ân nhân của Hoa Kỳ trong cuộc Nam Bắc chiến tranh, ông đã bãi bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ. Hết chú thích đã để lại cái danh là có tài dẫn đạo quần chúng bậc nhất trong lịch sử loài người. Hồi thiếu thời ông nhiệt liệt chỉ trích bất cứ ai, thậm chí tới viết những thơ phúng thích để chế giễu người ta rồi đem liền cùng đường cho thiên hạ đọc cười chơi. Một lần cũng vì thói đó suýt gây nên một cuộc đấu gươm. Từ đó chẳng những ông không bao giờ nhạo báng nghĩa mai ai nữa mà còn khoan dung dễ dãi với mọi người châm ngôn của ông là Đừng xét người nếu ta không muốn người xét lại ta. Trong thời Nam Bắc chiến tranh, có một lần bại quân phương Nam ban đêm chạy tới một con sông. Vì mưa bão mà nước dâng cao không thể nào qua nổi. Ông đánh dây thép, rồi muốn chắc chắn hơn, lại sai người mang hiệu lệnh cho đại tướng Medi, cầm đầu quân phương Bắc, bảo phải lập tức tấn công quân phương Nam, do tướng Ly cầm đầu nhưng mê đi vì ngờ ngừ trẻ nãi đã làm ngược hẳn lệnh ông và để cho quân phương nam từ lúc mực nước xuống qua sông mà thoát được lỡ mất cơ hội độc nhất vì chỉ một trận đó có thể chấm dứt cuộc nam bắc tương tàn ông lincoln giận lắm là trời cao đất dài như vậy là muốn nghĩa lý gì rồi ông than với con rằng quân địch ở trong tay ta mà lại để cho nó thoát trong tình thế đó bất cứ ai cầm quân cũng có thể đánh bại tướng ly mà nếu cha có mặt tại đó chắc chắn đã thắng trận rồi. Đoạn ông hậm hực viết bức thư này. Đại tướng thân mến, tôi không tin rằng ông nhận ra việc đại tướng Ly trốn thoát tai hại dường nào. Quân đội y ở trong tay ta, và vì y đã bại nhiều phen, nếu đánh ngay lúc đó thì chỉ một trận là chiến tranh đã kết liễu. Nay thì nó sẽ kéo dài ra không biết đến bao giờ. Thứ hai trước, ông đã không thắng nổi Ly, Bây giờ y đã qua sông, mà lực lượng của ông chỉ có thể bằng 2 phần 3 hôm đó, thì làm sao thắng nội y được nữa? Dịp may ngàn năm một thuở của ông đã qua rồi, và không ai thấu nổi nỗi buồn khổ của tôi. Nhưng bức thư đó, bức thư trách nhẹ nhàng có vậy, ông viết rồi, mà không gửi. Sau khi ông chết người ta tìm thấy trong giấy tờ của ông. Vậy có lẽ ông đã tự nghĩ. Hãy khoan đợi một chút đừng hấp tấp ta ngồi yên ổn trong tòa bạch ốc này mà ra lệnh thì thật dễ nhưng nếu ta đã có mặt tại bãi chiến trường nếu như ông mede từ mấy tuần nay ta đã thấy máu chảy đã nghe tiếng rên la của lính bị thương hoặc hấp hối thì có lẽ ta cũng không hăng hái tấn công kẻ địch giả dạ lại nếu ta có tính rụt rè của Medi thì ta cũng đã hành động y như ông ta thôi việc đã về rồi nói cũng vô ích cười bức thư này đi dù ta có hạ giận chút đỉnh nhưng may đi sẽ trách lại ta sinh ra oán giận mất lòng tự tính của ông ta đi và biết đâu ông chẳng từ chức nữa là vì ông đã kinh nghiệm rằng những lời nghiêm trách không có ích lợi gì cả ông theodore roosevelt kể lại rằng hồi ông còn làm tổng thống mỗi lần gặp điều khó xử thường ngã lưng vào ghế nhìn lên tấm hình của lincoln treo trên tường và tự hỏi Lincoln ở địa vị mình sẽ xử trí ra sao, giải quyết ra sao? Chúng ta cũng vậy, lần sau có muốn xài ai, hãy rút tấm giấy 5 Mỹ Kim ở trong túi ra mà ngắm hình Lincoln trên đó rồi tự hỏi. Ở vào địa vị ta, Lincoln sẽ xử trí ra sao? Và muốn sửa đổi người, ta hãy sửa đổi ta trước đã. Như vậy có lợi hơn và ít nguy hiểm hơn. Khổng tử nói, khi bật cửa nhà ta dơ, thì đừng chia nóc nhà bên sau đầy tuyết Chú thích Các nhân tự tạo môn tiền tuyết Mạc quản tha nhân ốc thượng sương Tức là mỗi người đều quét lấy tuyết trước cửa nhà mình Đừng quan tâm tới giọt sương trên nóc nhà người Hết chú thích Hồi nhỏ tôi tự phụ lắm Một lần nhận được một bức thư có thêm mấy chữ này Thư này đọc cho người ta viết Mà không coi lại tôi thích hàng chữ đó lắm vì tôi thấy nó cho ta cái vẻ quan trọng và bề bộn công việc rồi một hôm muốn lên mặt với một tiểu thuyết gia tôi viết thư cho ông ta và cũng thêm hàng chữ ấy tiểu thuyết gia đó gửi trả lại bức thư và thêm vào chỉ có sự ngu xuẩn của ông mới ví được với sự thô lỗ của ông thôi nói cho đúng tôi đã vô lễ và những lời chỉ trích đó không phải là không đáng nhưng vì tôi chỉ là một thằng người nên tôi thấy nhục lắm và thâm quán tiểu thuyết gia đó đến nỗi 10 năm sau khi hay tin ông ta chết tôi đã chẳng tiếc một người có tài mà chỉ nhớ tới sự ông đã làm thương tổn lòng tự ái của tôi vậy bạn muốn người ta quán tới chết thì hãy dùng những lời chỉ trích cay độc còn không thì nên nhớ rằng loài người không phải luôn có lý trí đâu họ hành động suy nghĩ theo tình cảm thành kiến lòng kiêu căng và hợm hĩnh của họ sự chỉ trích dí như một mồi lửa mà lòng kiêu căng của con người là một kho thuốc súng gặp nhau tất bùng nổ gieo tai hại vô cùng benjamin franklin hồi nhỏ dùng xử bao nhiêu thì sau này lại giỏi về khoa tâm lý và dụng nhân bấy nhiêu cho nên được bổ làm sứ thần hoa kỳ tại pháp bí quyết của sự thành công đó là ông không bao giờ chỉ trích ai hết và chỉ thành thực ca tụng đức tính của người thôi. Chỉ trích, quán trách người, buộc lỗi cho người thì kẻ điên nào cũng biết, nhưng hiểu người và tha thứ cho người thì phải có tâm hồn cao cả và sức tự chủ mạnh mẽ mới được. Thật lại nói, muốn xét độ lượng của ai, chỉ cần xem cách xử sự, sự của người đó với kẻ dưới. Vậy đáng lẽ buộc tội chỉ trích ai thì ta phải ráng hiểu họ tìm nguyên nhân những hành vi của họ, đó là nguồn gốc của cảm tình, khoan dung và hoàn hảo. Đức thượng đế kia mà còn đợi khi người ta chết rồi mới xét công và tội, tại sao người phàm như chúng ta lại nghiêm khắc hơn ngài? Tác phẩm: Đắc nhân tâm, tác giả: Dale Carnegie, người dịch: Nguyễn Hiến Lê. Chương 2: Một bí quyết quan trọng trong phép xử thế muốn dẫn dụ ai làm việc theo ý ta chỉ có cách là làm cho người ấy phát khởi cái ý muốn làm việc đó xin các bạn nhớ kỹ điều ấy xin các bạn nhớ rằng không có một cách thứ hai nào nữa đã đành bạn có thể chỉ súng vào bụng một người qua đường mà bắt người đó phải cởi đồng hồ ra đi cho bạn bạn cũng có thể bắt một người làm công phải chăm chỉ làm việc cho tới khi bạn quay lưng đi bằng cách dọa tống của hắn ra cửa Cầm chiếc roi mây, bạn có thể bắt con nít nhân lời được. Nhưng những cách tàn bạo đó có những phản ứng tai hại lắm. Muốn cảm động ai và dẫn dụ người đó hành động, chỉ có một cách là người ta muốn gì, cho người ta cái đó. Mà chúng ta muốn những gì? Ít lắm, nhưng khi chúng ta đã muốn thì chúng ta nằn nặc đòi cho kỳ được. Những cái chúng ta muốn là một Sức khỏe và sanh mạng 2. Ăn 3. Ngủ 4. Tiền của 5. Để tiến lại đời sau 6. Thỏa nhục dục 7. Con cái chúng ta được mọi sự đầy đủ 8. Được người khác coi ta là quan trọng Freud, nhà bác học Đức trứ danh và bệnh thần kinh nói rằng hai thì dục căn bản của nhân loại là tình dục và thị dục quyển ngã Tôi Thích Quyển, rực rỡ, dễ dàng, thì dục quyển ngã là lòng muốn được người khác cho mình là dễ dàng quan trọng hết chú thích triết gia john dewey nói thì hiếu mạnh nhất của nhân loại là thì dục quyển ngã xin các bạn nhớ kỹ bốn chữ thì dục quyển ngã Nghĩa nó vô cùng và bạn sẽ thường gặp nó trong cuốn sách này bảy thì dục khác đều dễ thỏa mãn duy có thì dục đó ít khi được thỏa lắm tuy nó cũng khẩn cấp như ăn và ngủ Abraham Lincoln nói, ai cũng muốn được người ta khen mình. Ta à đều thèm khát những lời khen chân thành, mà than ôi, ít khi người ta cho ta cái đó. Nhưng kẻ nào đã học được cái bí quyết làm thỏa mãn lòng đói khát lời khen đó. Nó tuy kín đáo, mà dày dò người ta, đâm rễ trong lòng người ta, thì kẻ ấy nắm được mọi người trong tay mình. Và được mọi người tôn trọng sùng bái nghe lời khi chết đi kẻ đào quyệt chôn người đó cũng còn phải khóc. Loài vật thì không có dục vọng ấy. Nghiêm quân của tôi khéo nuôi heo và bò, kỳ đấu xảo canh nông nào ông cũng được giải thưởng. Ở nhà, ông ghim hết thảy bằng cấp đó lên trên một tấm lụa trắng. Khách hứa lại ông mở ra khoe. Heo thản nhiên đối với những giải thưởng ấy, còn ông thì khoái lắm, vì những giải thưởng đó cho ông cái cảm tưởng rằng ông rất quan trọng nếu các bậc tiền nhân không có thị dục trở nên quan trọng đó thì văn minh không có và chúng ta cũng chỉ như loài vật thôi nhờ nhu cầu đó mà một thầy ký quèn trong một tiệm tạp hóa học lực dễ dàng mua những sách luật rách nát về mãi miết học để rồi trở nên một dĩ nhân lincoln các văn hào thi hào viết được những cuốn sách bất hủ các ông vua dầu lửa xe hơi trở nên triệu phú đều nhờ thì dục đó cả gia đình ít người mà cất ngôi nhà cực rộng lớn mua chiếc xe hơi kiểu mới nhất sắm bộ đồ cho hợp thời trang khoe sự học hành tấn tới của con mình cũng đều do thì dục đó hết cũng chỉ vì muốn thỏa lòng ao ước trở nên một danh nhân mà biết bao thanh niên mỹ thành tướng cướp lợi hại những tay sát nhân không gớm máu cho đến nỗi khi chúng bị bắt rồi thì đòi cho được đọc ngay những tờ báo đê tiện trong đó người ta tả chúng như những vị anh hùng được coi hình chúng trên mặt báo bên cạnh những hình danh nhân thế giới chúng quên rằng cái ghế điện nó đang đợi chúng muốn biết tính tình tư cách một người ra sao ta chỉ cần xét người đó dùng những phương tiện nào để thỏa mãn thi dục quyển ngã rockefeller thỏa mãn nó bằng cách cất ở bắc kinh trung quốc một nhà thương tối tân để săn sóc hàng triệu người nghèo mà ông chưa từng và sẽ chẳng bao giờ thấy mặt dillinger thỏa mãn nó bằng cách giết người ăn cướp các ngân hàng bị lính công an săn bắt nó trốn vào một trại ruộng mà tự xưng với người trong trại dillinger là ta đây nó tự đắc được cái danh là kẻ thù số một của quần chúng nhiều dĩ nhân trong thế giới cũng mắc cái tật sự khoe mình là quan trọng george washington bắt mỗi người phải xưng tụng ông là Hoa Kỳ Tổng thống Đại Nhân. Kha Luân Bố đòi cho được cái danh là Đề Đốc Đại Tây Dương và Phó Dương Ấn Độ. Catherine, nữ hoàng nước Nga, không chịu đọc những thư mà ngoài không đề, hoàng đế ngự lãm. Bà Tổng thống Lincoln một hôm, giữ như cặp cái, quay lại mắng bà Grant giữ dinh bạch ốc. Sao? Tôi chưa mời mà bà cả gan dám đối tọa với tôi sao? Các nhà triệu phú của ta sợ dĩ bỏ tiền ra cho đề đốc Bird thám hiểm Nam Cực, vì đề đốc hứa sẽ lấy tên họ đặt tên cho những ngọn núi quanh năm tuyết phụ ở miền ấy. Thi hào Victor Hugo thì chỉ cầu sao cho người ta lấy tên ông đặt tên cho kinh đô nước Pháp. Và thi hào Anh Shakespeare tuy đã được cả nước Anh tôn sùng, mà còn mua tước vị để thêm danh giá cho gia đình. Có kẻ làm bộ đau, bắt người ta săn sóc mình, chiều chuộng mình, để được thấy mình là quan trọng. Như một cô nọ, hết hy vọng kiếm được chồng, đương khỏe mạnh, quá ra tật nguyền, nằm quay ở dương bắt mẹ già săn sóc trong 10 năm, lên thang xuống thang để hầu hạ cơm nước. Bà mẹ kiệt sức, chết. Trong vài tuần lễ cô ả ủ rũ, một hôm bỗng đứng phắt ngay dậy, trang điểm, rồi đi lại như hồi trước. Đem giải phẫu bộ óc, thì óc nửa số người điên cũng bình thường như óc chúng ta, một vị bác học trứ danh nhận thấy rằng phần nhiều những người đó chỉ muốn tìm trong tưởng tượng sự thỏa mãn của lòng tự phụ mà quá điên trong đời thực tế họ tầm thường bao nhiêu tự thấy mình hèn hạ bao nhiêu thì trong thế giới tưởng tượng của họ họ lại càng thấy oai quyền và danh vọng của họ lớn lao bấy nhiêu những kẻ đó sướng hơn chúng ta nhiều lắm họ đã kiếm được trong thế giới thần tiên của họ cách thỏa mãn lòng khao khát danh vọng của họ họ đã ký một tấm chi phiếu. Chú thích, một tấm giấy để lấy tiền gửi ở ngân hàng. Hết chú thích, một triệu đồng hoặc viết một bức thư tiến dẫn ta với hoàng đế Ba Tư, rồi hãnh diện đưa cho ta. Đã có những người khát khao danh vọng mà quá đi như vậy, thì sự biết khen tài năng của những người ở chung quanh ta tất phải là một phép mầu nhiệm vô cùng. Tôi mới biết có một người lãnh lương mỗi năm một triệu đồng chú thích, một triệu đồng Mỹ trước chiến tranh, hết chú thích, mà ông chủ người đó lại là có tiếng là keo cú nữa. Người đó là Charles Schwab, người tin cẩn của ông vua thiết Andrew Carnegie, mà Charles Schwab có thiên tài không? Không. Biết rõ về giả kim thuật, chú thích, thuật nấu đúc kim thuộc, hết chú thích. Hơn các viên kỹ sư khác không? Tuyệt nhiên không. Chính ông thú biết tôi rằng nhiều viên cộng sự với ông giỏi về kỹ thuật hơn ông nhiều lắm nhưng ông có một tài riêng hiếm có tài chỉ huy dẫn đạo ông biết cho người ta cái mà người ta khát khao nhất lời khen và lời khuyến khích bí quyết của ông đây tôi xin chép đúng lời ông và mong rằng những lời vàng ngọc đó được khắc lên bản đồng treo trong mỗi nhà mỗi trường học mỗi cửa hàng mỗi công sở học thuộc câu đó còn có ích lợi cả ngàn lần hơn thuộc những công thức hóa học. Chú thích, những chữ và dấu hiệu để chỉ những chất hóa học, hết chú thích. Hay là mức trung bình mưa mỗi năm ở Guatemala. Chú thích, một nước nhỏ ở Trung Mỹ theo chính thể Cộng hòa, hết chú thích. Swap nói, cái vốn quý nhất của tôi là năng lực kheo gợi được lòng hăng hái của mọi người, chỉ có khuyến khích và khen ngợi mới làm phát sinh và tăng gia những tài năng quý nhất của người ta mà thôi những lời chỉ trích của người trên là một cách tai hại nhất để diệt cao vọng của kẻ làm công tôi không bao giờ rầy ai hết tôi tin rằng tốt hơn hết là nên khuyến khích người ta và cho người ta một lý tưởng để nói tới cho nên tôi luôn luôn sẵn sàng khen ngợi một cách thật thà tôi không tiếc lời khen và rất dè dặt trong lời chê swap nói vậy mà chúng ta hành động ra sao? Hoàn toàn trái ngược. Có điều chi không dự ý là chúng ta nổi cơn lôi đình lên. Nếu dự ý ta ư, ta làm thinh. Mà ông chủ của ông là ông Andrew Carnegie sẽ dĩ thành công kỳ dị như vậy cũng nhờ tài biết khen người đó. Ông ca tụng những người giúp việc ông trước mặt họ. Ông ca tụng họ vắng mặt. Ông còn tìm được cách ca tụng họ sau khi ông chết nữa ông đã nghĩ ra câu này và bắt người khác khắc lên mộ chí của ông. Đây là nơi nghỉ ngàn thu của một người biết cách thâu dụng những người thông minh hơn mình. Nhà triệu phú Rockefeller cũng không có bí quyết chi khác. Khi một hội viên của công ty ông đầu tư, chú thích, xuất vốn ra làm ăn, hết chú thích. Một cách tai hại ở Nam Mỹ làm cho công ty lỗ một triệu đồng Mỹ Kim. Ông chẳng những không phiền hà, mà còn khen bạn tài tình giảng cứu được 60% số vốn bỏ ra, mà chỉ còn lỗ có 40% thôi. Ziegfeld, nhà dàn cảnh tài nhất của nữ ước, đã nổi danh chỉ vì khéo phô trương nét tuyệt mỹ của những cô đào phụ. Ông thường nói bất kỳ một người con gái nào, dù xấu đến nỗi chẳng ai ngó tới hai lần. Ông cũng tạo thành một ngôi sao rực rỡ trên sân khấu chỉ vì ông khéo tô điểm cho họ có một sức quyến rũ và vô cùng quyền bí. Ông khen họ đẹp, rồi họ tự thấy họ đẹp, sửa soạn cho đẹp thêm. Ông lại có ốc thực tế nữa, ông tăng lương cho họ từ 30 Mỹ Kim lên 175 Mỹ Kim để họ có đủ tiền mà trang sức. Ông lại có những cử chỉ phong nhã lịch sự. Lần đầu tiên diễn vở nhạc kịch Ziegfeld Follies, ông đánh dây thép chúc mừng, khi được kết quả rực rỡ và lại tặng mỗi cô đào phụ một bó hồng nữa. Hồi mà phong trào nhìn ăn cho bất mập đang cuồng nhiệt, có lần tôi cũng đua đòi và nhìn ăn trong 6 ngày 6 đêm. Không khó chịu chi hết. Tới ngày thứ sáu tôi thấy ít đói hơn ngày thứ nhì. Ấy vậy mà nếu ta để cho người ta nhìn ăn trong 6 ngày, thì ta đã tự cho là có tội nặng. Nhưng bắt họ nhìn những lời khen và khuyến khích của ta 6 ngày 6 tuần, có khi 60 năm thì ta không ân hận chút nào mà xét ra sự khen ngợi và khuyến khích cũng khẩn thiết như đói cần ăn vậy. Một kép hát có danh nói: Không có gì cần thiết cho tôi bằng những tràng vỗ tay để nuôi lòng tự ái của tôi. Chúng ta nuôi cơ thể của con ta, của bạn bè khách khứa, của người làm công cho ta, mà ít khi ta cho họ thức ăn cần thiết cho lòng tự trọng của họ chúng ta đãi họ thịt cá để bồi bổ sức khỏe, mà quên không tặng họ những lời ca tụng, nó gian trong ốc rất lâu, như những điệu nhạc tuyệt thú. Tôi biết các bạn đọc tới đây sẽ nói, phải, ai là gì cái thuyết mật ngọt chết rồi, nịnh hót cho người ta lên mây xanh chứ gì? Nhưng ông ơi, người thông minh họ không cắn câu đâu. Đã đành, những lời định hót dùng về rỗng tuất dụ lời ở ngoài môi, chỉ lừa được những người ngu thôi nó phải thất bại và thương thương nó thất bại nhưng nói cho đúng ta cũng phải nhận rằng thế gian này có nhiều người ư phỉnh tới nỗi không phân biệt nổi chân giả câu nào họ cũng khoái được hết cũng như những kẻ đói quá rồi nhai cả cỏ nuốt cả trùng chẳng hạn như hai anh em medivani tự xưng là hoàng thân tuy không có lấy một giọt máu vua chúa trong huyết quản Tại sao anh em y đã chiếm nổi giải quán quân trong đám đa thê? Họ đã làm tan nát nhiều trái tim đàn bà, cưới được những ngôi sao màn bạc, có danh nhất và đẹp nhất, những ả danh ca cả thế giới ngưỡng mộ và những thiếu phụ quý phái có bạc triệu. Họ làm cách nào? Một nữ ký giả của một tuần báo Mỹ bàn về họ nói rằng Đối với đại chúng, cái đa duyên của hai anh em Medivani là một trong những điều khó hiểu nhất từ cổ chí kim nhưng một đào hát danh tiếng hiểu thấu tâm lý phái mạnh cho rằng sức quyến rũ mà không một người đàn bà nào chống lại nổi của anh em nhà đó chỉ ở chỗ nghệ thuật phỉnh nịnh của họ tuyệt luân nhất là ở trong thời đại vật chất trơ trẽn mà nghệ thuật đó cơ hồ đã gần tuyệt cả đến nữ hoàng victoria nước anh cũng ưa nịnh và thủ tướng disraeli thú rằng ông thường dùng khoa đó trong suốt thời kỳ ông cầm quyền có khi ông nịnh nữ hoàng mà không cần giữ ý tứ gì hết, như anh thợ hồ đắp từng bay hồ lên tường. Tuy ông nói vậy, nhưng ta đừng quên trong sự Anh quốc, Disraeli là một chính trị gia khôn ngoan, mánh lới xuất chúng, không ai bị kịp, đáng bậc thầy trong nghệ thuật đó. Bạn và tôi không bắt chước được đâu. Cho nên đối với ông, chính sách đó thành công nhưng thói thường sự nịnh hót rốt cuộc bao giờ cũng hại nhiều hơn lợi cho kẻ nịnh. Nó chỉ là một sự giả dối, và cũng như in giấy bạc giả, thế nào cũng có phen bị bại lộ. Vậy thì lời khen tặng và lời nịnh hót khác nhau ở đâu? Chính ở chỗ một đàn thành thật từ đáy lòng phát ra và hoàn toàn không dụ lợi, còn một đàn chỉ ở đầu lưỡi giả dối để kiếm lợi. Lời khen tặng, ai cũng hài lòng, lời phỉnh nịnh ai cũng khinh bỉ dưới một pho tượng đồng cổ hình dung tướng origin người ta có khắc câu này mà hồi sanh tiền đại tướng thường nói ta chứ nên sợ kẻ thù công kích ta mà rất nên kia sợ những người bạn nịnh ta không trăm lần không tôi không khuyên bạn nịnh hót trái hẳn lại tôi muốn chỉ bạn một lối xử thế mới xin bạn cho phép tôi nhắc lại Tôi muốn chỉ bạn một lối sự thế mới. Anh Hoàng rót đề ngủ sai khắc trong ngự tiền văn phòng của ngài sáu câu châm ngôn. Trong đó có câu này. Các ông dạy cho tôi đừng nịnh hót mà càng đừng nghe những lời nịnh hót đê tiện. Triết gia Emerson lại nói, ngôn ngữ không giấu nổi bản tính. Nghĩa là, dù miệng lưỡi khôn khéo tới bậc nào, bạn vẫn không giấu được bản tính của bạn. Nếu có một tài nịnh là đủ rồi, thì dễ quá, gia chúng ta đều thành những nhà ngoại giao đại tài cả. Đáng lẽ chỉ nghĩ tới mình thôi, chúng ta nên ráng để ý tới người khác, tìm những tính tốt của họ. Và lúc đó chúng ta sẽ có thể thành thật khen họ mà không cần phải dùng những lời tán dương giả dối, để đến nỗi chưa kịp hở môi, chúng ta đã bị lột mặt nạ. Emerson lại còn nói, bất kỳ người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi đáng cho tôi học điều đó đúng với emerson thì đối với bạn và tôi còn đúng cả ngàn lần đừng nghĩ tới ta nữa tới tài năng nguyện vọng của ta mà nghĩ tới đức tính của người và đã đảo cái thói nịnh đi lời khen thành thật và nhân từ phải tự thâm tâm ta phát ra đừng tiếc những lời cảm ơn và khuyến khích và những lời nói đó ít lâu sau ta có thể quên đi, nhưng những người được khen tặng sẽ quan hỷ và luôn luôn nhắc nhở tới. Tác phẩm Đắc Nhân Tâm Tác giả Dale Carnegie Người dịch Nguyễn Hiến Lê Chương 3 Hãy kheo gợi ở người cái ý tự muốn làm công việc mà chính ta đề nghị với họ. Tôi thì tôi ưa trái cây, nhưng không hiểu vì một lẽ bí mật gì loài cá không ưa trái cây như tôi mà lại ưa trùng vì vậy khi đi câu tôi không nghĩ đến cái tôi thích mà chỉ nghĩ đến cái mà cá thích tôi không móc trái cây vào lưỡi câu để nhử chúng mà móc vào đó một con trùng hay một con cào cào rồi đưa đi đưa lại trước miệng cá và hỏi nó cá có thèm không tại sao ta không dùng chiến thuật đó với người khi người ta hỏi ông thủ tướng lloyd york tại sao ông nắm được quyền hành lâu mà ông khác thì lại bị lật đổ, bị bỏ rơi. Ông đáp, tôi luôn luôn ráng kiếm mồi hợp sở thích của cá. Chú thích. Coi thêm phụ lục một, hết chú thích. Tại sao cứ luôn luôn nói tới cái mà chúng ta muốn? Thật là vô ích, ngây thơ và vô lý. Đã đành cái gì ta thích thì ta để ý tới luôn, nhưng chỉ có một mình ta để ý tới nó. Vì những người khác họ cũng chỉ nghĩ tới cái họ thích thôi không cần biết ta thích cái gì. Cho nên chỉ có mỗi một cách dẫn dụ người khác theo mình là lựa cách nói sao cho lời yêu cầu của mình hạp với sở thích của họ và chỉ cho họ cách đạt được sở thích đó. Xin bạn nhớ kỹ điều đó. Nếu bạn muốn cấm công bạn hút thuốc chẳng hạn, đừng thuyết giáo đi nó, đừng bảo nó rằng ba muốn thế này, ba muốn thế khác. Trở lại nên chứng minh cho nó thấy rằng chất độc trong thuốc làm hại bộ thần kinh và nếu nó không bỏ thuốc đi, thì có lẽ tới kỳ thi thể thao sau nó sẽ thua anh em mất. Phương pháp đó luôn luôn công hiệu, dù là áp dụng với con nít hay với bò con, với đười ươi. Một hôm, hai cho con triết gia RW w Emerson muốn dụ một con bê vào chuồng. Nhưng họ mắc phải cái lỗi thông thường là chỉ nghĩ tới cái họ muốn. Cho nên cha kéo, con đẩy. Tài hãy thay, con bê cũng như họ, chỉ nghĩ tới cái nó muốn thôi chân nó bám vào đất, cứng ngắt, không chịu rời đồng cỏ. Người ở gái thấy tình cảnh đó, chị không biết nghệ thuật viết sách và viết tùy bút. Nhưng ít nhất trong trường hợp này, chị cũng có nhiều lương tri hơn triết gia Emerson. Chị nhử con bê, đưa ngón tay vào mõm con vật, như mẹ cho con bú. Và con vật ngoan ngoãn đi theo ngón tay chị mà vào chuồng. Ngay từ hồi sơ sinh, bất kỳ một hành động gì của ta cũng dị lợi hết ta cho một hội thiện 500 đồng ư, có chắc là hoàn toàn không vì lợi không? Không, bởi ta cho như vậy là để được tiếng hảo tâm, để thỏa lòng ư làm một việc, nhân từ đẹp đẽ và cao cả, và để phước về sau. Vì Thánh Kinh có nói rằng, con bố thí, tức là cho cha vậy, hoặc gì không từ chối được, vì sợ mắc cỡ, hay vì muốn làm vui lòng một bạn thân, một thân chủ. Dù sao đi nữa thì cũng có một điều chắc chắn, là ta đã cho vì ta muốn thỏa mãn một thị dục. Trong cuốn Thuật dẫn dụ cách cư xử của loài người. Chú thích Influence Human Behavior Hết chú thích Giáo sư Harry A. Overstreet viết Hành động cho những thị dục căn bản của ta mà phát sinh. Để tặng những ai muốn dẫn dụ người khác trong việc làm ăn, trong chính trị cũng như trong trường học hay gia đình, chỉ có lời khuyên này là hơn cả trước hết phải gợi trong lòng người một ý muốn nhiệt liệt nghe theo ta. Làm được như vậy thì cả thế giới giúp ta thành công và suốt đời chẳng bao giờ ta bị thất bại vì cô độc. Andrew Carnegie hồi nhỏ chỉ được học có 4 năm, nhưng vì sớm hiểu bí quyết đó nên hồi bắt đầu kiếm ăn, mỗi giờ công được có 4 xu, mà tới sau này tính ra ông đã quyên vào những việc từ thiện tới 365 triệu đồng. Ông có hai đứa cháu làm cho mẹ lo lắng nhiều lắm, vì đi học xa mà không bao giờ biết thư về nhà. Ông có cách không buộc trả lời mà chúng trả lời lập tức. Ông viết một bức thư ngọt ngào lắm rồi tái bút gửi cho mỗi cháu 5 đô. Nhưng ông làm bộ quên không gửi tiền. Tức thì có thư hồi âm liền, trong đó hai cháu cảm ơn chú Andrew thân mến và và gì nữa, chắc các bạn đã đoán được. Vậy ngày mai nếu ta muốn cho ai làm một việc gì, ta hãy thông thả suy nghĩ và tự hỏi. Làm sao dẫn dụ cho ông ấy muốn làm việc mình cậu ấy đây? Như vậy khỏi phải chạy là nhà của người ta, để rồi chỉ nói về dự định của mình, ý muốn của mình mà luống công vô ích. Mỗi năm một lần tôi mướn một phòng khiêu vũ tại một khách sạn lớn ở nữ ước để diễn thuyết. Có lần tới kỳ diễn thuyết, người ta thình lình cho tôi hay rằng tiền mướn phòng tăng lên gấp 3 giá cũ. Khi đó tôi đã quảng cáo, in vé, bán vé, xếp dọn đâu giờ đó rồi. Tất nhiên là tôi không muốn trả giá đó. Làm sao bây giờ? Đi kêu ca với người quản lý khách sạn đó ư? Đem cái thắc mắc của mình tỏ với người ta ư? Ít lợi gì đâu. Người đó cũng như tôi, chỉ quan tâm tới điều họ muốn thôi. Tôi suy nghĩ. Và hai ngày sau, tôi lại tìm người đó và nói. Nhận được thư ông tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi không trách ông đâu ở vào địa vị ông có lẽ tôi cũng hành động như ông bổn phận của ông quản lý khách sạn này là thâu cho được nhiều lợi nếu ông không làm như vậy thì người ta sẽ mời ông ra và như vậy là đáng lắm nhưng nếu ông quyết giữ cái giá mới đó thì xin ông lấy một mảnh giấy và chúng ta cùng xem xét lợi và hại ra sao rồi tôi gạch một dọc chia tờ giấy ra làm hai một bên để lợi một bên để hại trong cột lợi tôi biên mấy chữ này phòng khiêu vũ sẽ trống. Và tôi bàn miệng thêm. Như vậy ông có thể cho mướn để khiêu vũ hay hồi họp, lời lắm. Vì khi đó giá mướn sẽ cao hơn nhiều phải không ông? Nếu tôi chiếm phòng ấy trong ba tuần, chắc chắn là thiệt cho ông số lời ấy. Bây giờ chúng ta xét tới hại. Trước hết, đáng lẽ tăng số lợi lên được, ông sẽ không thu được một đồng nào hết. Vì tôi không đủ sức trả giá ông định, sẽ đi mướn nơi khác để diễn thuyết giả lại còn mất cái lời này nữa. Tôi diễn thuyết, sẽ có nhiều thính giả thượng lưu, có học, giàu có và danh tiếng tới nghe. Thật là một sự quảng cáo cực tốt cho ông. Ông cứ bỏ 5.000 đô quảng cáo trên báo, không chắc đã quyến rũ được một số thính giả như vậy tới khách sạn ông. Cái đó cũng đáng kể, phải không? Vừa nói tôi vừa viết hai điều hại đó trong cột hại, rồi đưa tờ giấy ra cho ông ta và nói. Xin ông cân nhắc kỹ lưỡng lợi và hại đi, rồi cho tôi biết quyết định ra sao. Hôm sau tôi nhận được một bức thư cho hay rằng, tiền mướn đáng lẽ tăng lên 300% thì chỉ tăng lên 50% thôi. Xin các bạn để ý rằng, tôi không hề xin giảm giá nhé. Trong suốt câu chuyện, tôi chỉ nói tới điều mà ông ta quan tâm tới. Tôi chỉ tìm kiếm và bày tỏ cho ông ta cách đạt được ý muốn đó thôi. Nếu tôi theo sự xúc động, tự nhiên trong lòng mà chạy tới kiếm ông ta la lên, cái gì lạ lùng vậy? tự nhiên ông tăng tiền mướn lên đến ba trăm phần trăm khi ông biết chắc rằng tôi đã quảng cáo rồi đã in vé rồi ba trăm phần trăm kỳ cục không điên rồ mà không khi nào tôi chịu cái giá đó hết Và chuyện sẽ xảy ra ra sao chắc chắn là chúng tôi sẽ cãi nhau và các bạn biết cãi nhau thương thương kết quả ra sao rồi dù tôi có làm cho ông ta phải tự nhận rằng ông có lỗi đi nữa thì lòng tự ái của ông ta cũng không chịu thua và chấp nhận lời tôi yêu cầu Henry Ford nói, bí quyết thành công nếu có là biết tự đặt mình vào địa vị người và suy xét, vừa theo lập trường của người, vừa theo lập trường của mình. Trong nghệ thuật dùng người, chưa có lời khuyên nào chí lý bằng lời đó, cho nên tôi muốn nhắc lại. Bí quyết thành công là biết tự đặt mình vào địa vị người và suy xét vừa theo lập trường của người, vừa theo lập trường của mình. Chân lý đó giản dị minh bạch làm sao? Đáng lẽ ai cũng biết ngay. Thế mà trong 100 người thì có tới 90 người không biết đến. Trong 99 trường hợp. Bạn muốn có một thí dụ ư? Thì ngày mai tới sở, bạn cứ xem xét những thư bạn nhận được, sẽ thấy sự thiếu lương tri đó. Đây là một bức thư chép nguyên văn, nói cho đúng hơn là một tờ châu tri của ông giám đốc một hãng quan trọng chuyên môn quảng cáo bằng vô tuyến điện gửi cho mỗi ông quản lý các sở vô tuyến điện trong nước. Những hàng chữ trong dấu ngoặc đơn là cảm tưởng của tôi trong khi đọc. Gửi ông John Blank ở Blankville, Indiana. Ông Blank thân mến, công ty Megavox chúng tôi muốn giữ vững ưu thế vẫn có từ trước tới nay trong địa hạt quảng cáo bằng vô tuyến điện. Tôi không cần biết điều ông ấy muốn. Tôi đương lo lắng việc của tôi đây, như ngân hàng không chịu cho tôi ở nhà của tôi thêm một hạng nữa sau thì ăn hết bông hồng của tôi hôm qua chứng khoán xuống giá tôi lỡ xe điện sáng nay chiều qua người ta không mời tôi dự tiệc y sĩ bảo tôi bị động mạch bị bệnh thần kinh viêm tôi đương bạo đây thì đọc nhầm bức thư của một kẻ tự thị chỉ nói đến dự định của y ý muốn của y thôi cha chả là ngu vậy mà làm nghề quảng cáo chứ việc quảng cáo của quốc gia nhờ công ty chúng tôi truyền thanh đã mở đường cho lối quảng cáo mới đó. Và những chương trình phát thanh của chúng tôi từ hồi đó tới nay đã cho chúng tôi một địa vị cao hơn những hãng khác. À phải, hãng ông giàu nhất, mạnh nhất, rồi sao? Cái đó có liên can gì tới tôi đâu. Ông không thông minh chút nào hết. Ông chỉ khoe sự thành công minh mông của ông thôi. Nhưng vậy là làm cho tôi cảm thấy địa vị thấp kém của tôi. Ông biết chưa? Chúng tôi muốn cho khách hàng biết rõ tất cả tình hình các sở vô tuyến điện. Ông muốn, ông muốn, đồ ngu, tôi không cần biết ông muốn cái gì hết. Hãy nói tôi nghe cái mà tôi muốn. Vậy xin ông gửi ngay cho chúng tôi những điều nên biết về chương trình và thời biểu. Những điều đó cần cho chúng tôi mỗi tuần để lược kỹ những giờ phát thanh tiện hơn hết. Gửi ngay cho ông, cả gàng thật, cũng không thèm thêm câu nếu không làm phiền ông nữa. Ông trả lời gấp tức là lợi chung cho chúng ta. Thằng khùng, nó dám biểu mình trả lời gấp cho nó, trong khi mình lo lắng hết việc này đến việc khác. Mà bức thư của nó có khác gì một tờ châu tri không? Tôi không ưa cái giọng đàn anh đó. Thôi đi. Ủa, ông nói gì tới cái lợi chung của chúng ta đó? À, tới bây giờ ông mới đặt ông vào quan điểm của tôi. Nhưng cái cách ông nói mơ hồ làm sao, không rõ ràng, không giảng giải gì hết. Chân thành chào ông, ký tên giám đốc. Tái bút Có lẽ ông muốn biết đoạn trích sau này trong tờ báo Blankview và muốn truyền thanh nó trong đài của ông. Mãi tới cuối thư, trong chỗ tái bút ông mới chỉ cho tôi một điều có ích cho tôi. Tại sao không đem ra nói trước đi? Một người tự phụ là nhà quảng cáo chuyên môn, tất phải ngu độn lắm mới dụng về như vậy. Một người suốt đời làm nghề quảng cáo tự cho mình là thần thánh trong nghệ thuật dẫn dụ người khác, mà còn viết một bức thư vô lý như vậy, thì những ông thợ may làm nệm, làm dương mới ra sao nhỉ? Đây, một bức thư nữa của ông chủ sự một nhà ga lớn cửa cho ông Edward Vermelin, theo lớp học của tôi. Người đọc nó có ấn tượng gì? Tôi sẽ cho bạn hay, nhưng chúng ta hãy đọc đã. Xin ông Edward Vermelin chú ý. Thưa ông, vì hàng quá cứ chiều mới tới ga chúng tôi, cho nên sự quân hàng lên xe có điều trở ngại công việc nhiều quá, phải bắt người làm công làm thêm giờ. Xe cam nhông phải trễ, gửi đồ cũng trễ. Ngày 10 tháng 11, chúng tôi nhận được của ông hồi 4 giờ 20, một lô là 510 cái thùng. Chúng tôi xin ông giúp chúng tôi để tránh những bất tiện đáng tiếc cho tình thế đó mà ra. Vậy chúng tôi tự tiện xin phép ông, nếu có thể được, thu xếp sao cho hàng của ông tới ga chúng tôi vào buổi sáng, nhất là những khi ông gửi nhiều hàng. Được như vậy, thì ông có lợi là hàng của ông ở trên xe cất xuống mau và gửi đi cũng mau. Trân trọng, ký tên JB. Ông Vermelin đưa bức thư cho tôi, coi và bình phẩm như vậy. Thư đó có kết quả ngược lại với ý muốn của người viết. Đầu thư, người ta kể những nỗi khó khăn của công ty quả xa. Cái đó ít lợi gì cho mình đâu. Rồi người ta xin mình phụ lực với người ta. Sau cùng mới hứa sẽ cất hàng và gửi hàng cho mình mau hơn trước. Tóm lại, cái quan hệ tới mình nhất thì họ để lại sau cùng và xét toàn thể thì thứ đó kêu gợi sự phản đối hơn là sự hợp tác nay ta thử tìm cách sửa chữa bức thư đó cho phù hợp hơn trước hết đừng nói đến những vấn đề riêng của mình tốn công vô ích phải theo lời khuyên của ford đặt ta vào địa vị người mà suy xét theo quan điểm của người bức thư sửa chữa như sau này tuy chưa được hoàn toàn nhưng so với bức trên cũng tấn tới nhiều rồi Bức thư được sửa như sau. Ông Vermelin thân mến, chúng tôi được hân hạnh ông chiếu cố tới trong 14 năm nay. Tất nhiên là chúng tôi mang ơn ông lắm và hết lòng tìm cách gửi hàng cho ông được mau chóng. Nhưng chúng tôi phải thú rằng điều đó khó thi hành lắm khi xe cam nhông của ông tới cuối giờ làm việc buổi chiều, như ngày 10 tháng 11 vừa rồi. Tại sao? Vì một số đông khách hàng khác cũng giao hàng cho chúng tôi vào lúc đó. Thành thử nhiều quá, làm không xuể và xe của ông phải đợi hàng của ông phải gửi trễ điều đó rất đáng tiếc tránh nó cách nào bằng cách ông giao hàng cho chúng tôi vào đầu buổi chiều như vậy xe ông khỏi phải đợi hàng của ông gửi được mau và những người làm công của ông về nhà được sớm để hưởng món mì ống macaroni tuyệt khéo mà hãng ông chế tạo ra xin ông đừng cho rằng chúng tôi kêu nài ông đâu cũng xin ông đừng nghĩ rằng chúng tôi dám tự tiện chỉ ông cách làm việc tôi gửi hầu ông bức thư trước hết. Dù hàng của ông tới giờ nào đi nữa thì chúng tôi cũng rất vui lòng nhận và gửi đi mau chừng nào hay chừng ấy. Chúng tôi biết rằng ông bận nhiều việc lắm, xin ông đừng mất công trả lời thư này. Trân trọng, ký tên JB. Có cả hàng ngàn người bán dạo lang thang khắp phố phường, mỏi mệt, thất vọng, lương ít. Tại sao? Tại họ chỉ nghĩ tới họ, tới cái mà họ đương tìm kiếm, Họ không hiểu rằng bạn cũng vậy, mà tôi cũng vậy. Chúng ta đều không muốn mua, nghĩa là tiêu tiền, mà chỉ muốn giải quyết những vấn đề riêng của chúng ta thôi. Mà người bán hàng nào giúp chúng ta giải quyết được những cái đó? Chỉ cho ta hiểu rằng, mua hàng của họ, hoặc để cho họ giúp, thì chúng ta sẽ đỡ tốn tiền, đỡ mệt nhọc, khỏi buồn bực, khỏi đau, có tương lai vững vàng thì cái đó không ép uổng chúng ta, mà sẽ làm cho chúng ta tin, và như vậy chúng ta sẽ mua vậy mà biết bao người suốt đời bán hàng mà không hề nghĩ tới quan điểm của người mua một hôm tôi gặp một người trước kia làm biện sự một hãng cho mướn nhà tôi hỏi ông ta có thể cho tôi biết nhà tôi ở tường xây bằng gạch đặc hay gạch rỗng ông nói rằng không biết và khuyên tôi hỏi nghiệp đoàn kiến trúc sư điều đó ai mà không biết cần chi phải nhờ tới ông rồi sáng hôm sau tôi nhận được của ông một bức thư trả lời câu hỏi của tôi chăng? Không, để khuyên tôi một lần nữa, nên hỏi nghiệp đoàn kiến trúc sư, và cậy tôi làm đại lý bảo hiểm cho ông. Ông ấy mong tôi làm lợi lớn cho ông, mà không chịu giúp cho tôi một việc nhỏ. Bất kỳ trong nghề nghiệp nào, trong giai cấp nào, người ta cũng thấy lỗi lầm quan trọng đó. Một lần đau cuốn họng, tôi lại một nhà chuyên trị bệnh đó. Chưa coi họng tôi, Ông đã hỏi tôi làm nghề gì Bệnh của tôi Ông chưa muốn biết Mà cần biết cái với tiền của tôi đã Ông ấy không tính cách giúp tôi Mà tính cách bóp tôi Rốt cuộc là ông ta không nặng được Của tôi đồng nào hết Vì tôi bỏ đi ra Tẩm cho cái lòng tham của ông ấy Thàng ơi Xã hội đầy những hạn như vậy Tham lam hẹp hòi dễ ích kỷ Cho nên nếu có siêu nhân nào Tìm cách tận tâm giúp người ta Mà không vụ lợi thì trong công việc của vị ấy chắc là ít ai cạnh tranh lắm. Ông Odion, nhà kinh tế Ph. trứ danh nói, người nào biết tự đặt mình vào địa vị người khác, hiểu được tư tưởng và ý định của họ, người đó khỏi phải lo về tương lai của mình. Nếu đọc cuốn này rồi, các bạn chỉ tập được một khả năng này là bất cứ trong trường hợp nào cũng đứng vào địa vị của người khác mà xét, thì cuốn này cũng đã đánh dấu được một quãng đời mới trong đời làm ăn của bạn tại sao người ta nhãn bỏ khoa tâm lý thực hành như vậy mà nhồi sọ biết bao nhiêu món vô ích khác một người học trò của tôi muốn mời bạn chơi bóng rổ với mình mà viết thư như vậy tôi muốn các anh lại sân của tôi chơi bóng rổ tôi thích trò đó lắm mà lần trước ít bạn quá không đủ làm một kiếp chơi như vậy còn thú gì nữa cho nên tôi muốn rằng ngày mai các anh lại bóng rổ là môn thể thao thích nhất của tôi mà tôi không có đủ bạn chơi. Viết như vậy mà đòi làm cho người ta muốn lại chơi với mình. Người học trò đó chỉ nói tới mình thôi, không hề có một lời khuyến khích bạn. Vậy thì có lý gì mà bạn Y sẽ tới chơi trên cái sân mà lần trước Y mời? Không ai thèm tới hết. Mà có biết bao nhiêu lý lẽ để dụ bạn được, nào là ích lợi của thể thao giữa trời, thân hình khỏe mạnh, cân đối, vui vẻ. Một người học trò của tôi có đứa con làm biến ăn, vợ chồng người đó đầy nó suốt ngày, không cho nó yên. Má muốn con ăn cái này, cái kia. Bà muốn cho con màu lớn. Đứa nhỏ có kể vào đâu những lời đó? Có gì vô lý bằng bắt một đứa nhỏ ba tuổi, có quan niệm của người lớn ba chục tuổi? Sau người đó tự hỏi, thử coi xem cái gì làm cho nó thích, nó muốn gì? Nếu biết được nó muốn gì, thì mình sẽ có thể khiến nó làm cái mà mình muốn được và người đó kiếm ngay được cách giải quyết. Đứa nhỏ thích đạp xe ba bánh lắm, nhưng cùng dãy phố đó có một đứa nhỏ khác lớn hơn, hung hăng ăn hiếp nó, ngừng xe nó lại, bắt nó xuống, rồi leo lên đạp. Đứa nhỏ khóc la chạy về mách má. Má nó ra đuổi đứa kia đi, lấy xe lại cho con, ngày nào cũng như vậy. Vậy đứa nhỏ muốn gì? Chẳng cần phải là nhà trinh thám đài tài cũng đoán được. Nó bị ăn hiếp, nó tức, Muốn trả thù, làm sao đánh cho đứa kia một cú nên thân để cho nó ớn tới già. Bà nó hiểu vậy, bảo nó, "Nếu con chịu ăn những món này thì con mau mạnh lắm, một ngày kia đánh nó nhào lăn liền." Và vấn đề ăn của đứa bé giải quyết được tức thì. Cho nó cái gì nó cũng ăn, hy vọng một ngày nọ knock out. Chú thích: đánh ngã do tiếng Anh là từ knock ao Hết chú thích thằng du côn kia đã làm cho nó tủi nhục biết mấy lần. Đứa nhỏ lại còn có tật đá dầm, nó ngủ với bà nó, sáng dậy, thấy tấm ra ướt, bà nó bảo, ngõ này, đêm qua lại đá dầm nữa. Nó cãi, không phải cháu đâu, bà đó. Người ta rầy nó, đánh nó, làm nhục nó. Người ta nhắc cho nó rằng, má không muốn cho con như vậy nữa. Vô ích, những lý lẽ đó không đủ. Lúc đó, cha mẹ mới tự hỏi, làm sao cho nó muốn sửa lỗi được? Nó muốn gì, đứa nhỏ đó? Trước hết, nó muốn bận pyjama như cha nó. Ba nó hứa mua cho nó một bộ nếu nó hết đá dầm. Điều thứ nhì, nó muốn giường nó sạch. Má nó dắt nó tới tiệm lớn, đưa mắt làm hiệu với người bán hàng và nói Đây, cậu này muốn mua đồ đây. Người bán hàng làm bộ coi đứa bé như một người quan trọng hỏi Cậu muốn mua chi, đứa nhỏ cao lên được vài phân nở mũi đáp tôi muốn mua một cái giường giường chở về nhà rồi đứa nhỏ chạy kiếm ba nó khoe ba ba lên coi giường của con đi chính con đã mua đó cha nó hết lời khen nó rồi kết con đừng nằm dơ cái giường đó chứ không không khi nào đứa nhỏ giữ lời hứa vì người ta khéo gợi lòng tự ái của nó cái giường đó là giường của nó rồi nó lại bận pyjama như người lớn nó muốn hành động cũng như người lớn và quả được như vậy. Một người cha khác có đứa con gái nhất định không ăn cháo buổi sáng. Mắng, giảng giải, dỗ ngọt đều vô hiệu. Cha mẹ hỏi nhau, làm sao cho nó thèm ăn sáng được? Đứa nhỏ thích bắt chước má nó lắm. Một hôm, người ta đặt nó lên một chiếc ghế cao để cho nó nấu món cháo của nó. Rồi đúng lúc nó đương vinh hạnh, ba nó vào như vô tình đứa nhỏ khoe, khu muỗng trong cái son. Ba ngó này, hôm nay chính con nấu cháo. Rồi nó ăn hai đĩa cháo, không phải ai mời mọc hết. Chính nó đã nấu cháo đó, nó tự đắc lắm, nó tự thấy quan trọng lắm, tự ý nó ăn. Một chiếc gia nói, phát biểu cái bản ngã là một điều cần thiết nhất đối với ta. Thế thì tại sao không dùng cái thuật ở trên kia trong công việc của ta? Khi ta kiếm được ý nào mới lạ, cứ để cho khách hàng của ta hoặc người cộng tác với ta tưởng rằng chính họ có ý đó như cha mẹ đứa nhỏ đã để cho nó tin rằng chính nó đã nấu lấy cháo như vậy người khác sẽ tự đắc lắm và biết đâu chẳng như đứa nhỏ đo cho được hai đĩa cháo xin các bạn nhớ kỹ rằng muốn dẫn dụ ai phải trước hết khêu gợi cho người đó có lòng ham muốn nhiệt liệt đã làm được như vậy thì người trong bốn bể sẽ là bạn của ta làm không được thì ta sẽ thu thủi trên đường đời. Tác phẩm Đắc Nhân Tâm Tác giả Dale Carnegie Người dịch Nguyễn Hiến Lê Chương 4 8 lời khuyên để giúp các bạn đọc sách này được nhiều lợi ích nhất. 1. Muốn đọc cuốn sách này được nhiều ích lợi nhất, cần có một đức tính cốt yếu quan trọng hơn cả các định lệ và quy tắc. Không có nó thì bài học hay tới mấy cũng không bổ ích gì, mà có nó thì không cần những bài đó cũng làm được những việc phi thường. Vậy điều kiện mầu nhiệm đó là gì? Rất giản dị là phải có lòng ao ước thiết tha muốn tìm hiểu thêm, muốn học thêm và một cường chí quyết bồi bổ năng lực sự thế dụng nhân của mình. Làm sao luyện được chí đó? Bằng cách luôn luôn tâm niệm rằng những quy tắc dạy trong tập này vô cùng quan trọng. Bạn hãy tự nhắc luôn luôn rằng hạnh phúc của ta, sự thành công của ta, danh vọng, tiền của của ta, phần lớn đều do sự khôn khéo trong khi giao thiệp với người mà có. 2. Bạn đọc một lần mỗi chương để hiểu đại cương, rồi có lẽ bạn muốn hấp tấp coi tiếp ngay chương sau. Xin đừng phải đọc kỹ một lần nữa, như vậy đỡ tốn thì giờ, mà có nhiều kết quả. 3. Phải thường thường ngưng đọc để suy nghĩ những điều mới đọc, và tự hỏi. Lời khuyên đó, lúc nào có thể áp dụng được, và áp dụng ra sao? Như vậy thì mới bổ ích. 4. Tay nên có cây viết chì hay viết máy, để đánh dấu ở ngoài lề những lời khuyên nào mà bạn tính thi hành nếu là một quy tắc cực kỳ quan trọng thì gạch dưới nó hoặc đánh bốn chữ x ở ngoài lề như vậy khi coi lại mau và dễ thấy hơn năm tôi biết một người đã làm giám đốc một công ty bảo hiểm lớn từ mười lăm năm vậy mà mỗi tháng ông đọc hết những điều lệ bảo hiểm của công ty tháng nào cũng vậy hết năm này qua năm khác tại sao tại kinh nghiệm cho ông hay rằng chỉ có cách đó mới nhớ kỹ hết điều lệ được thôi riêng phần tôi tôi đã có lần đã ra hai năm trời để viết cuốn sách về sự hùng biện vậy mà tôi vẫn phải thỉnh thoảng coi lại cuốn đó để khỏi quên những điều chính tôi đã viết ra sự mau quên của loài người thật lạ lùng đáng làm cho ta ngạc nhiên vậy nếu bạn muốn cuốn sách này giúp ích cho bạn được lâu dài xin đừng tưởng rằng chỉ cần đọc nó một lần là đủ sau khi nghiên cứu nó kỹ rồi, mỗi tháng nên để ra vài giờ ôn lại. Bạn đặt nó luôn luôn trên bàn giấy và thường mở nó ra. Đầu óc bạn phải thấm nhuần những khả năng đẹp đẽ nó cải thiện đời bạn, những khả năng mà bạn chưa có còn phải chinh phục. Xin bạn nhớ rằng, chỉ có cách luôn luôn thấy ở trước mắt những quy tắc đã trình bày mới có thể áp dụng nó được một cách tự nhiên, không khó nhọc như cái máy và làm cho những quy tắc đó thành ra bản tính thứ nhì của bạn. Ngoài ra, không có cách nào khác. 6. Bernard Shaw nói rằng, học không, không đủ, phải thực hành nữa. Đã học thì phải hành. Ông nói có lý, muốn học phải hoạt động, chứ không thụ động. Nhờ thực hành mới tiến được. Vậy muốn thấm nhuần những quy tắc này, hãy có cơ hội xin bạn thực hành liền, nếu không sẽ mau quên lắm. Tôi cũng biết điều đó khó khăn, vì chính tôi cũng có khi thấy khó thi hành những điều tôi chỉ cho các bạn. Ví dụ khi bạn bực tức, tự nhiên muốn chỉ trích, khiển trách, chứ không nghĩ tới sự tự đặt mình vào địa vị người. Chú thích coi thêm phụ lục 6. Hết chú thích. Kiếm một tật xấu của người dễ hơn là tìm cái hay của họ. Ta tự nhiên muốn nói tới những việc ta đương lo nghĩ hơn là nói tới những đầu đề làm cho người khác vui lòng cho nên bạn phải nhớ rằng đọc sách này không phải để hiểu biết thêm mà là để luyện cho có những tập quán mới để dự bị một lối sống mới như vậy cần phải mất công kiên nhẫn chăm chú hàng ngày vậy xin bạn thường mở những trang này ra cuốn này phải là kim chỉ nam của bạn trong sự giao thiệp với người và khi bạn gặp một vấn đề như sự lỗi một đứa nhỏ làm sao cho bạn trăm năm dự ý với bạn hoặc làm cho một khách hàng đương giận mà được hài lòng, thì xin bạn hãy suy nghĩ một chút đã. Chống cự với xúc động đầu tiên, đừng để cho nó lôi cuốn, vì thương nó có hại. Lúc đó xin bạn nhớ tới cuốn này, hoặc nếu có thì giờ thì mở ra coi, đọc lại những đoạn đã đánh dấu, áp dụng những quy tắc trong đó và bạn sẽ thấy những kết quả phi thường. 7. Bạn đặt điều lệ với người nhà hoặc bạn bè rằng, thể gặp bạn làm trái quy tắc nào đó, thì bạn phải chịu phạt một số tiền. Phải làm sao cho sự học tập của bạn thành ra một trò chơi vui mà mê được. 8. Ông hội trưởng một ngân hàng lớn ở Nữ Ước, sau khi nghe vài bài giảng của tôi, có tả rõ cách sửa mình của ông như sau, mà chính ông đã kiếm ra được từ lâu. Nó vô cùng hiệu nghiệm. Ông học ít lắm, nhưng là một trong những nhà tài chính lớn nhất ở châu Mỹ. Ông thú rằng, chỉ nhờ phương pháp của ông mà ông thành công từ lâu rồi ông nói tôi ghi trên một cuốn lịch những công việc buôn bán mỗi ngày tối thứ bảy tôi không tiếp ai hết để tự xét mình ăn tối rồi tôi cấm cung trong phòng giấy của tôi mở cuốn sổ so tay ra suy nghĩ về mỗi câu chuyện mỗi lần bàn cãi mỗi cuộc thư nghị mỗi vụ chạy chọt trong tuần lễ đó tôi tự hỏi lần đó ta đã lỡ lầm chỗ nào đã hành động khéo chỗ nào có thể khéo hơn được không ra làm sao sự lôi thôi đó cho ta bài học gì có khi tự xét như vậy tôi thấy đau khổ lắm có khi tôi lấy làm lạ sao đã lầm lỡ nặng nề như thế được nhưng tôi càng lớn tuổi thì lầm lỡ càng ít đi và có khi muốn tự vỗ vai khen mình nữa chưa có gì giúp tôi nhiều bằng phương pháp tự xét và tự cãi đó nhờ nó mà tôi xét đoán chắc chắn mình mẫn hơn các sự quyết định của tôi thích đáng hơn và giúp tôi rất nhiều trong sự giao thiệp của mọi người tôi xin nhiệt liệt giới thiệu nó với hải nội chư quân tử tại sao các bạn không dùng một phương pháp tương tự để kiểm điểm lại cách các bạn áp dụng những quy tắc trong tập này ra sao nếu các bạn quyết tâm làm thì sẽ có hai cái lợi lớn thứ nhất các bạn sẽ say mê học được một môn học có giá trị vô song về phương diện giáo hóa. Thứ nhì, các bạn sẽ nhận thấy rằng khả năng của bạn làm đẹp lòng và dẫn dụ người khác sẽ nảy nở rực rỡ như bông đào và tiết xuân dậy. Tóm lại, muốn đọc sách được nhiều ít lợi nhất phải 1. có lòng ham muốn học hỏi và thi hành những định lệ chi phối sự giao thiệp giữa loài người với nhau. 2 đọc mỗi chương hai lần rồi mới qua chương sau. 3. Thỉnh thoảng ngưng đọc để tự hỏi nên thi hành bộ quy tắc ra sao và vào lúc nào. 4. Gạch dưới những ý chính. 5. Mỗi tháng coi lại cuốn này một lần. 6. Hệ có cơ hội thì phải thực hành ngay những quy tắc học được. Dùng cuốn này làm kim chỉ nam để giải quyết những nỗi khó khăn hàng ngày. 7 tặng cho bản thân một số tiền nào đó mỗi khi bạn gặp ta làm trái với những quy tắc đó. Như vậy để làm cho sự học biến thành một trò chơi hứng thú. 8. Mỗi tuần kiểm điểm những tấn tới hoặc những sai lầm của mình, bạn hãy tự xét coi đã bồi bổ được khuyết điểm nào và trong dịp nào